Mình là Ina nhá, và đây là... Mirek. Bọn mình đến từ Séc. Mình năm nay 18 tuổi. Và năm nay mình 17 tuổi. Gia đình mình nhá, thì mẹ của mình thì là người nửa Việt ấy. Với mẹ mình cũng là con lai, nên là... Xong rồi bố mình thì là người Séc. Nên là mình thì cũng gọi là 75% Séc, xong rồi 25% là người Việt ấy. Bên em họ, chị em họ như này nhưng mà nhìn rất là giống nhau đấy. Không phải là chị em ruột. Không phải là chị em ruột. Hơi đùa thế thôi, bọn em thực ra là chị em ruột. Là chị em ruột ạ. Vâng. Nhưng mà họ bọn em hơi khác bởi vì bên Séc nó như thế. Em là họ Paraskova, gọi bà ấy là họ Paraska. Nên là thường người ta sẽ không nghĩ là bọn em là chị em ruột đâu, bởi vì thường người Việt sẽ không biết ấy. Nhưng mà thực ra là họ của bọn mình là giống nhau đấy. Chỉ là kiểu nó khác vì... Nó phát âm cho đàn bà với cả là đàn ông nó sẽ là khác hẳn. Từ bé đến giờ ấy, thì mình sống ở bên Séc. Và bọn mình cũng ít khi về Việt Nam ấy, kiểu cũng 2-3 lần ấy. Ở nhà thì bọn em giao tiếp bằng ngôn ngữ gì? Nếu mà giao tiếp với bố thì sẽ là giao tiếp tiếng Séc. Còn nếu mà giao tiếp với mẹ em thì là em sẽ giao tiếp bằng nhiều khi tiếng Việt, nhiều khi tiếng Séc. Nhưng mà chủ yếu là tiếng Việt ý. Nên là bọn em mới kiểu luyện được tiếng Việt của bọn em từ bé. Còn thực ra là bọn em với nhau thì đôi lúc tiếng Séc, còn đôi lúc tiếng Việt, nhưng mà chắc chắn là nhiều tiếng Việt hơn. Từ bé đến giờ bọn em đã thích nói tiếng Việt rồi, kiểu đã quen nói với nhau nên là cũng nói nhiều ấy. Có một cái nó khá là ấn tượng bọn em, tức là bọn em còn biết cả những cái từ mà, tức là cái cách nói nó rất là kiểu người Hà Nội ý. Lâu lắm rồi chưa đi phố đi bộ Hà Nội, phải mấy năm rồi. Bây giờ mình quay lại này, tình hình là hết tiền về Hà Nội rồi, kiểu đi Thanh Hóa đồ ăn ngon quá nên là tiêu hết tiền về Hà Nội, thế là bây giờ mình phải đi làm ăn tí, làm ăn được và chủ quán cho chả tôm. Lúc mà kiểu hồi bé thì em cũng có quen vài bạn Việt, kiểu càng nói chuyện nhiều ấy thì sẽ càng hiểu thêm là người bên này nó nói kiểu như nào ấy. Thực ra là em với cả Mirek thì cũng quen nói chuyện tiếng Việt với nhau rồi ấy. Kiểu mà em là không bao giờ sẽ nói chuyện tiếng Anh nhá, còn tiếng Séc thì chỉ trước mặt bố thôi. Còn tiếng Việt thì coi như là lúc nào cũng thế. Cả trên đường đi em và bà ấy ngồi nói chuyện tiếng Việt, ngồi cãi nhau đủ kiểu thứ, các thứ cũng tiếng Việt hết mà. Nên là mà em kiểu nói tiếng Việt cũng coi như là 24/7 đấy với nhau. Từ bé mẹ có ra cái lực là phải nói tiếng Việt hay là không? Đó nguyện vọng của bọn em ạ. Vâng. Bọn em tự nguyện, bọn em muốn học tiếng Việt thôi. Bố mẹ em không có bọn em ép cái gì ngoài học tiếng Anh ra, bởi vì tất nhiên là bọn em cần học tiếng Anh rồi. Nhưng mà ngoài cái tiếng Anh ra ấy, thì bọn em không học thêm, kiểu bố mẹ không có ép học thêm tiếng Việt hoặc là tiếng Séc cả, bởi vì kiểu cho bọn em thì nó cũng tốt hơn thôi. Mà kiểu nếu cứ ép bọn em như thế thì bọn em sẽ không muốn rồi, nên là kiểu bố mẹ cứ để yên cho bọn em ấy. Thế là bọn em kiểu cũng tự học luôn, nên là bây giờ bọn em nói cả ba thứ tiếng. Bên Séc nha, lúc mà em đi ra ngoài xong người ta kiểu không tin là em là người Việt, hoặc là kiểu có một tí kiểu Việt Nam ở trong người, hoặc là em biết nói tiếng Việt đâu. Nó kiểu khó tin xong ý. Tin lại bật câu tiếng Việt ra. Bật câu tiếng Việt mà kiểu ấn tượng được cũng rất là nhiều người ấy. Bọn em cũng rất là thích thế, kiểu cũng làm cho nhiều người kiểu bất ngờ xong vui, xong là kiểu ô em là kiểu người Việt, em bảo là không, em chỉ kiểu biết tiếng Việt thôi, kiểu em là người Việt nhưng mà nhiều phần Séc hơn. Nên là đấy, và em cũng sống ở bên Séc. Và bên Séc ấy thì cũng có rất là nhiều người Việt sống luôn, kiểu rất là nhiều luôn ấy. Bên Séc chắc là phải nhiều nhất châu Âu đúng không? Pháp nhiều nhất. Thì Pháp xong nhiều nhất, Đức, xong rồi đến xong Đức, rồi đến Séc. Nhưng mà Séc kiểu rất là nhỏ, nhưng mà còn có cả cái chợ Việt, chợ Sapa. Ý, chợ Sapa, chợ to nhất của châu Âu, cũng dành riêng cho người Việt. Nên là bọn em cũng rất là thích đến đấy, xong rồi nói chuyện tiếng Việt, xong rồi kiểu ai cũng bất ngờ ấy. Với bạn ấy thì em không biết nhá, nhưng mà với em ấy thì kiểu trước đây hồi bé thì nó cũng kiểu cảm giác như là nó khác luôn, là em kiểu không thuộc về bên nào hết ấy. Kiểu lúc hồi bé thì em không cảm giác là em thuộc với người Việt, cũng không cảm giác như là thuộc với người kiểu Séc. Nên là kiểu lúc đấy em cũng kiểu tò mò em là người gì, nhưng mà kiểu càng lớn thì em kiểu càng chấp nhận là em kiểu cả hai ấy, cả hai nước ấy. Đối với em ấy, thì bây giờ em định nghĩa em là người gì? Kiểu bây giờ em mà nói với ai thì em hay nói là em là người Việt hơn là người Séc. Bởi vì kiểu người ta nhìn em thì thực ra là người Séc ấy, kiểu ví dụ như người Séc, bố em các thứ thì kiểu nhìn kiểu mắt bố em kiểu màu xanh này, xong rồi tóc thì kiểu nâu sáng, rồi da thì rất trắng. Còn em thì lại kiểu hơi giống mẹ hơn ấy, nên xong rồi mặt thì kiểu hơi lai này, xong rồi da màu lại giống mẹ, nên là tóc cũng đen nữa. Nên là người ta lại nghĩ em kiểu còn không phải là người Việt cơ, người ta còn không nghĩ em là người Việt hay là người Séc, người ta lại nghĩ em là người Ấn Độ. Em nhớ có một lần em kiểu mọc cục mụn ở đây ấy, xong người ta bảo là em chắc chắn là người Ấn Độ, nhưng mà là không, em là người Việt. Kiểu ngoài ngoại hình ra thì bọn em rất là thích tất cả mọi thứ về Việt Nam ấy. Lúc nào về Việt Nam bọn em kiểu vui ấy, xong rồi nói tiếng Việt cũng nhiều, nhìn cũng nhiều, mà ăn đồ cũng ăn đồ Việt, nên thường bọn em hay nói bọn em là người Việt. Em thì nói về tình bạn thì em đa số sẽ có bạn Việt hơn. Em luôn luôn dành thời gian với Việt Nam hơn so với là Séc. Nên là em cũng còn nói về lịch sử hay là phong tục thì em biết hết về Việt Nam. Đến cả đồ ăn các thứ thì chưa có món gì em chưa thử cả. Không chỉ không thử mà là còn biết nấu cơ.
Nhưng mà còn em thì không có nhiều bạn Việt như bạn ý đâu. Em thì nhiều bạn mà hay nói tiếng Anh hơn. Nhưng mà em có những bạn Việt mà kiểu không nói được tiếng Việt giỏi như em ở bên đấy thì cũng nói chuyện với em bằng tiếng Việt. Còn đôi lúc thì em giúp các bạn ấy với tiếng Việt, kiểu em biết viết và cả đọc tiếng Việt luôn mà. Nên là kiểu các bạn sẽ thường nhờ em phiên dịch. Cả kể các bạn ấy là người Việt ấy, thì các bạn vẫn sẽ nhờ em phiên dịch. Nên là kiểu em cũng coi em giống người Việt hơn là các bạn ấy. Như là em bảo lịch sử Việt, em ấn tượng nhất cái gì về lịch sử Việt Nam? Nó nhiều lắm chị. Em thích cái Việt Nam War. Chiến tranh đúng rồi. Cái đấy kiểu nó, thực ra là cái đấy bên sếp bọn em cũng học cơ. Ở bên đấy bên Tây cũng được học, nhưng mà cái Việt Nam War kiểu nó bị ở bên Tây đổi. Chắc chắn là bọn nó sẽ không học về những thời xưa như kiểu là thời Hai Bà Trưng hay là thời Ngô Quyền, thì chắc chắn nó sẽ không học. Đúng rồi, cái đấy thì không học. Nhưng mà cái đấy thì bọn em tự tìm hiểu mấy cái này thời cái xưa là nghe mẹ, mà học lâu rồi. Nghe mẹ nói hoặc là kiểu đấy, nghe mẹ nói thôi, chứ từ xa ông chả ai nói cho bọn em về lịch sử đâu. Bọn em thích nước mà. Rất ấn tượng ấy. Rất yêu Việt Nam luôn. Đây, cầm cờ lên. Sống không về đây ở không? Ui rồi. Hỏi câu em định tính, em muốn thì đại học về đây ở, nhưng mà không biết được không? Em muốn á. Thường ấy, kiểu những người mà bên mà sang bên sách sống ấy, người ta chỉ sang bên đấy để kiếm tiền thôi. Còn về Việt Nam lúc già thì sẽ vui hơn nhiều, kiểu sẽ không cô đơn ấy. Nên là chắc là về già thì bọn em cả hai sẽ muốn kiểu về Việt Nam sống, kiểu nó sẽ vui vẻ hơn, có nhiều thứ làm hơn và các thứ. Còn bên kia ấy, kiểu chủ yếu là người ta xã cũng chỉ để kiếm tiền với cả hoặc là học hành thôi. Bọn em thì không hay về thường xuyên đâu, kiểu bởi vì sống cả đời này mà em mới về 2-3 lần. Còn bọn em đi với ai thì bọn em đi với mẹ bọn em. Còn đấy, còn bố em thì vẫn ở bên Séc. Bố bọn em thì không về Việt Nam năm nay thì tại vì mẹ em cũng là con lai, còn ở đâu nhỉ? Thanh Hóa đúng không? Đúng rồi, mẹ em là kiểu người nửa Thanh Hóa và cũng có gia đình ở bên này, nên là kiểu cũng họ hàng của bọn em luôn, nên là bọn em sang đôi lúc cũng gặp họ hàng của bọn em ấy. Cái điều gì ấn tượng nhất của bọn em về đây? Đua xe dân tổ của chị. Cái đường phố kẹp năm không đội mũ đi xe Vision. Đây em diễn tả chị bói phố được. Bây giờ nhá, phải mặc áo đại bàng nhưng nhất bất. Nhưng mà là kiểu bắt buộc là nó phải là hàng fake, chứ không thể mua hàng real. Đi phải đi dép Hermes, nhưng mà cũng phải là hàng fake. Và phải mặc cả quần Amiri fake. Và tóc thì phải để quả lúa đổ miền quê. Và phải chiến con Vision. Rồi cứ mỗi thứ bảy là đi đua xe thôi. Em cảm thấy thích hay là không thích khi mà em về Việt Nam chơi? Thích, không thích thì chắc chắn là cái thời tiết. Thời thì tiết, bên, tại không, vì không bên quen kia... Nó, bọn em quen sống kiểu 20 độ mỗi ngày rồi. Không đến buổi tối thường sẽ đến 10 mấy độ thôi ấy. Kiểu cả cái là mùa hè thì bên kia nó cũng rất là lạnh. Còn bên này thì ngược lại nó rất là nóng. Và em cũng không có quen. Em đến đây mà em đi bộ được gì nhở, 2 phút đến đây thôi ấy, em đã chết người. Em không muốn đi bộ nữa. Còn thứ thích là chắc chắn là cũng có rất là nhiều kiểu đồ ăn để thử bên này. Hoặc là bên này cái gì cũng có chứ ạ. Bên kia thì không có nhiều như bên này đâu. Nói chung thì Việt Nam cái gì cũng có chứ. Đúng rồi, Việt Nam cái gì cũng có là cái thứ mà kiểu Việt Nam muốn tìm cái gì cũng được ấy. Đặc biệt là đặt trên Shopee hoặc cái gì thì cũng được. Shopee em đảm bảo cái gì cũng mua được. Ô tô cũng mua được, nhà cũng mua được. Thực ra là lúc em về Việt Nam kiểu năm nay ấy, thì kiểu những người mà không ai xem TikTok nhiều hoặc là kiểu không thấy em trên TikTok thì tất nhiên là sẽ rất là ngạc nhiên. Ví dụ như lúc em lên gì nhỉ, lên phố ấy, xong rồi họ kiểu cứ hỏi em, cứ vào uống kiểu nước ở mấy cái chỗ đấy, của mấy cái quán Tại đấy. Hiền. Ừ. Lúc mà em vào Tại Hiền, ai cũng bầu người ta bảo vào rồi, uống nước. Xong rồi kiểu đầu tiên ấy, kiểu họ nhìn em, tất nhiên là Tây thì họ sẽ nói tiếng Anh rồi, sẽ em kiểu cứ quay ra mà thôi em không uống đâu anh, rồi người ta lại kiểu sốc, em biết nói tiếng Việt à? Hoặc là em biết chứ, nhưng mà em không uống đâu, em đi đây bye bye. Hoặc là thường em cũng hay trêu, em thích trêu người Việt Nam bên này, kiểu em đi gọi đồ ăn ấy, em gọi bằng tiếng Anh, xong rồi lúc giả tiền các thứ rồi ấy, thì em sẽ bảo là em cảm ơn chị nhà em đi đây. Xong rồi em có một lần em đi với bạn ấy, xong rồi người ta kiểu nó kiểu hẳn cái mặt đấy luôn, xong rồi em cứ ngồi em cứ cười từ xa, em thấy mình cười lắm. Có một lời nhắn đến bạn thì chỉ bảo là yêu Việt Nam thôi. Đúng rồi, bọn và em rất là quý Việt Nam, rất thích đồ ăn. Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam thôi. Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi mình. Nên là nếu mà có thắc mắc thêm câu hỏi nào thì chỉ cần comment thôi. Và comment xong rồi mình sẽ trả lời luôn. Bye bye, thank you.